Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 và qua tài khoản cá nhân từ mùng 7 đến ngày 10 tháng 4. Đồng thời, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 sẽ vào cùng một kỳ. Và quy định này thay thế cho việc trả chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tập trung tại Ủy ban Nhân dân xã phường hoặc tổ dân phố trong thời gian trước đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Bưu điện thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả bảo đảm an toàn đến người hưởng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020 vào một kỳ và chi trả tại nhà. Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đề nghị bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mới từ từ tháng 5 năm 2020, cần hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản cá nhân ATM để nhận tiền. Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn mở tài khoản cá nhân theo quy định của ngân hàng. Bảo hiểm xã hội thành phố cũng yêu cầu văn phòng, các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát trong thời gian chi trả, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 của ủy ban nhân dân thành phố.